Đây, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh mình trong thời gian qua nha. Thì hôm nay mình sẽ trang bị cho một vị tướng chuẩn bị ra mắt, đó là một cái vị tướng Sinestrea nha. Mình đọc không biết có đúng tên hay không nha các bạn. Chúng ta vào thẳng trang bị nha. Đầu tiên thì các bạn lên cho mình một cái kiếm chi hồn nha. Mình lên trang bị cho rừng nha, một cái kiếm chi hồn để dành cho đấu sĩ đi rừng nha. Xin lỗi các bạn nha, tại vì hơi bị ồn các công trình thi công đang làm nha các bạn. Mình đang ở nhà trọ chứ không phải là ở nhà phòng nữa, cho nên hơi bị ồn, mong các bạn thông cảm nha. Cái shop đầu tiên thì các bạn lên cho mình kiếm chi hồn nha. Và cái shop thứ hai thì các bạn lên cho mình một cái đôi giày, đó là giày du mục tóc đánh nha các bạn. Và chắc chắn rồi, shop thứ ba thì các bạn lên cho mình một cái thanh kiếm nha, để nhận 90 công vật lý nè và 25% tỷ lệ chí mạng nha. Và shop thứ tư các bạn lên cho mình thương xuyên phá nha, một cái thương xuyên phá để nhận 110 công vật lý nha. Và shop thứ năm các bạn lên cho mình một cái phước hộp kiếm nha. Cái phước hộp kiếm này để cho chúng ta sẽ nhận được một cái lượng mà công vật lý khá là cao, tổng khoảng 70 và tốc đánh là 15% nha các bạn. Thêm vào đó thì nhận thêm 8% hút máu nữa và 10% giảm hồi chiêu, cộng thêm 400 máu tối đa nha. Và shop cuối cùng thì các bạn lên cho mình một cái giáp hộ mệnh cho mình nha. Đó chính là trang bị sơ bộ đi rừng của mình. Hôm nay mình xin chia sẻ về trang bị này nha. Mình xin chia sẻ nha các bạn, chứ mình không thể nào mà gọi là gì hướng dẫn nha. Mình mang tính chất chia sẻ với nhau để cùng leo canh và giải trí ok nhất nha. Chúng ta qua với bản ngọc nha các bạn. Bản ngọc cho vị tướng Sinestrea gì này, đọc không có chuẩn của cái tên đó lắm. Vị ngọc đỏ thì các bạn lên cho mình tỷ lệ chí mạng là 0.5% và tốc đánh là 1.6%, 8 viên và 2 viên tỷ lệ chí mạng 1.6% nha, 2 viên 1.6% nha. Bên cạnh đó các bạn lên cho mình ngọc tím 3 thì tốc chạy và tốc đánh là 1%, 10 viên nha, 10 viên nha các bạn. Ngọc tím là 10 viên, tốc chạy 1%, tốc đánh là 1% nha. Và ngọc lục 3 thì các bạn cứ việc lên cho mình công vật lý nè 0.9 và xiên giáp 6.4 nha. Các bạn chơi thấy các trang bị cũng như bản ngọc mà hay là view nhiều thì các bạn hãy comment cho mình nha. Và cũng như các bạn nào mà chơi hay cái vị tướng này thì các bạn cũng comment cho mình để cho mọi người theo dõi và trang bị leo rank dễ dàng hơn nha. Và mình cũng nhận được những cái hữu ích về trang bị và bản ngọc cho vị tướng này nữa nha. Nếu mà cảm thấy hay thì hãy like và subscribe, đăng ký kênh cho mình nha các bạn. Và hãy comment ở phía dưới video clip để yêu cầu mình một số vị tướng khác về trang bị nè, cũng như bản ngọc mình sẽ chia sẻ cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian nè theo dõi cái video clip của mình nha. Chúc các bạn và gia đình của các bạn luôn dồi dào sức khỏe, thành công trong cuộc sống nha. Bye bye.